Kính mời khán giả theo dõi bản tin thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thú vị sáng nay máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được điều động để bảo vệ không phận Ba Lan sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine. Thông báo từ Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan có đoạn: "Mọi thủ tục cần thiết để đảm bảo an ninh không phận Ba Lan đã được kích hoạt và Bộ Tư lệnh tác chiến Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình." Trước đó, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nga tấn công Kiev bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống một số khu vực gây ra các đám cháy. Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm 26 tháng 8, Ba Lan báo cáo rằng không phận của nước này đã bị xâm phạm bằng một vật thể bay có khả năng là máy bay không người lái. Truyền thông Ba Lan đưa tin máy bay không người lái được xác định là sahit 136 dậy ra sản xuất và đã vào không phận Ba Lan ít nhất 33 phút. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đánh giá về kết quả hai cuộc bầu cử khu vực khi đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AFD giành chiến thắng và các đảng trong liên minh cầm quyền thất bại. Thủ tướng Scholz gọi đây là kết quả cay đắng, đồng thời kêu gọi các đảng chính thống thành lập chính quyền mà không có phần tử cực hữu. Theo dự báo, AFD trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hội đồng bang Thuringia kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đảng này còn đứng thứ hai sau đảng bảo thủ ở bang Sassoni. Thủ tướng Sơn cho rằng AFD đang gây tổn hại cho Đức, làm suy yếu nền kinh tế, chi rẽ xã hội và hủy hoại danh tiếng của Đức. Thưa quý vị, Trung Quốc cảnh báo sẽ trả đũa kinh tế nghiêm khắc với Nhật Bản nếu nước này tiếp tục hạn chế việc bán và bảo dưỡng thiết bị sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc. Trong thông cáo hôm nay, Trung Quốc cảnh báo sẽ ban hành các biện pháp trả đũa như thắt chặt thỏa thuận giữa các công ty trong nước với các công ty Nhật Bản, bao gồm nhà sản xuất thiết bị chip Tokyo Electron. Từ tháng 7, Nhật Bản bắt đầu kiểm soát việc xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát thương mại công nghệ của nước này theo quyết định tương tự của Mỹ, có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022 nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc. Một nguồn tin của nhà sản xuất ô tô Toyota tiết lộ với các quan chức Nhật Bản rằng Trung Quốc có thể phản ứng với các biện pháp hạn chế bằng cách cắt giảm quyền tiếp cận khoáng sản của Nhật Bản cần thiết cho sản xuất ô tô. Hàng ngàn người trên khắp Israel hôm qua tham dự tang lễ của các công tin bị giam giữ tại giải Gaza. Thi thể họ được tìm thấy một ngày trước đó tại phía nam Gaza. Bốn công tin là công dân Israel bao gồm Alex Lobano, Anmol Al Ori Danino và Eden Zerusami đã được gia đình tổ chức tang lễ. Hàng ngàn người tiện đưa họ trong biển quốc kỳ Israel dọc theo tuyến đường dẫn đến các nghĩa trang ở miền nam Israel. Bốn người này nằm trong số 6 con tin được quân đội Israel tìm thấy đã chết trong một đường hầm ngầm ở Gaza hôm 31 tháng 8. Họ bị bắt cóc khi đang tham dự lễ hội Supernova ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi phong trào Hamas tấn công Israel. Theo diễn đàn, gia đình con tin tổ chức đứng sau các vụ biểu tình ở Israel, có khoảng 700.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Israel vào hôm qua, đây được cho là được biểu tình lớn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra ở Gaza cách đây 11 tháng, làm tăng sức ép với chính phủ Israel trong việc giải thoát các con tin. Hơn 300.000 người xuống đường chỉ riêng tại thủ đô Tel Aviv, nơi người biểu tình diễu hành với những chiếc quan tài tượng trưng cho những con tin bị giết và những người khác đốt lửa giữa một trong những xa lộ chính của thành phố, khiến giao thông bị tê liệt, Biểu tình nổ ra sau khi Israel cho biết thi thể của sáu con tin đã được tìm thấy và được trục vớt từ một đường hầm ngầm ở phía Nam Gaza vào thứ bảy. Liran Berman, anh trai của một cặp song sinh bị bắt làm con tin lên tiếng: "Tâm can chúng tôi không thể tan vỡ thêm nữa vì đã nát thành trăm mảnh. Những gì còn lại với chúng tôi giống như cảm giác ngạt thở." Quân đội Israel nói rằng Hamas đã giết hại các con tin trước khi binh sĩ Israel có thể tiếp cận họ. Tuy nhiên trên khắp Israel, sự giận dữ đang hướng về Thủ tướng Netanyahu Benjamin. Tôi thấy ông Netanyahu làm chưa đủ, ông ấy giết con tin bằng cách bỏ mặt họ ở đó. Netanyahu cứ lặp lại những điều mà ông ấy đã nói từ đầu rằng Hamas phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi không thấy ông ấy làm gì để đưa cha tôi trở về. Những người biểu tình này cùng với những tiếng nói chỉ trích khác ở Israel cáo buộc Thủ tướng Netanyahu ưu tiên chính trị hơn các con tin và đưa vào thỏa thuận đàm phán ngừng bắn những điều kiện mà phong trào Hamas sẽ không bao giờ đồng ý. Chúng tôi phải xuống đường để cho chính phủ tham nhũng này thấy rằng người dân muốn có thỏa thuận. Chúng tôi muốn con tin trở về. Không ai lắng nghe chúng tôi cả. Chúng tôi đang nói với tất cả. Không ai quan tâm đến chúng tôi. Như thế là không được. Như vậy là giết người. Nhưng Thủ tướng Netanyahu đã bỏ qua mọi lời chỉ trích. Ông khẳng định Hamas đã giết hại 6 con tin trên một cách tàn bạo và tuyên bố Israel sẽ buộc nhóm này phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Izzat Andrit, một quan chức cấp cao của Hamas đổ lỗi cho Israel và Mỹ về cái chết của các con tin, nói rằng họ vẫn sẽ sống sót nếu Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà Hamas đã đồng ý hồi tháng 7. Quân đội Iran hôm qua công bố kết quả điều tra kết luận rằng điều kiện thời tiết là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 khiến tổng thống Ibrahim Raisi thiệt mạng. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã lập báo cáo cuối cùng về vụ trực thăng bị rơi ở vùng núi Tây Bắc làm toàn bộ 8 người trên máy bay tự nặng, bao gồm tổng thống và ngoại trưởng nước này. Theo báo cáo, tất cả tài liệu liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng cũng như hộp đen máy bay đã được kiểm tra. Báo cáo cho biết không tìm thấy lỗi nào và đường bay của trực thăng là chính xác. Cũng theo báo cáo, khả năng máy bay bị các hệ thống tấn công và phòng thủ nhắm đến đã bị loại trừ. Báo cáo kết thúc với ý kiến cuối cùng của bộ tổng tham mưu rằng nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn là do điều kiện khí hậu và thời tiết phức tạp của khu vực, bao gồm sương mù dày đặc miền Bắc Hy Lạp đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng và hạn hán kéo dài. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng vào mùa hè, các đợt nắng nóng liên tiếp và thiếu mưa đã tàn phá môi trường và cộng đồng dân cư. Từng là địa điểm du lịch phát triển mạnh về tắm bùn, hồ Pigrolini ở thành phố Migrocampos, tỉnh Kilkis, miền Bắc Hy Lạp giờ đây cạn nước và nước nẻ. Chủ tịch thành phố ông Kotas Basis cho biết Hai năm nay không có mưa nên hồ khô cạn, dù hồ từng đầy nước và mọi người thường đến đây bơi. Tác động của hạn hán không chỉ được ghi nhận ở môi trường tự nhiên mà còn trong cuộc sống hàng ngày của người dân, giống như anh Dimitris Papadakis. Mỗi sáng, nông dân này và con trai phải chạy máy phát điện để bơm nước từ các khu vực lân cận vườn ô liu của gia đình, sau đó chở nước đến vườn. Anh đang cố giữ cho vườn ô liu sống sót. Chúng tôi phải đưa nước vào vườn bằng xe bồn, đất đang khô cạn và nước bị lợ. Tôi đang lo sản lượng ô liu năm nay sẽ bị giảm một nửa. Cuộc khủng hoảng nước còn đi xa hơn đến hồ Doirani ở biên giới giáp với Bắc Macedonia. Trong đó, đường bờ hồ đã rút đi 300 mét trong những năm gần đây, làm tăng nhu cầu cấp thiết để xây dựng các công trình công cộng nhằm khôi phục nguồn cung cấp nước. Giáo sư Thủy Văn Constantios Vodoris tại Đại học Thessaloniki cho rằng có kế hoạch tổng thể để giải quyết tình hình. Đầu tiên, chúng ta cần bảo tồn và sử dụng nước hiệu quả để tránh lãng phí trong mạng lưới cấp nước. Chúng ta cũng cần lưu trữ nước trong các đập và hồ chứa nhỏ và sử dụng lại nước thải đã qua xử lý. Đối với cư dân như bà Harola Saropolo, người sống ở thị trấn ven biển Depotidia, thì tình trạng thiếu nước là thực tế khắc nghiệt tôi rửa bát đĩa trước và lấy nước đó để tưới cây thậm chí tôi phải dùng nước biển cho nhà vệ sinh chúng tôi phải tiết kiệm nước ở bất cứ đâu có thể Thưa quý Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan mới đây có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có cuộc cạnh tranh mạnh mẽ và biểu hiện rõ nhất trong vấn đề đảo Đài Loan. Theo giới phân tích, đảo Đài Loan trở thành tâm điểm vì đây là một trong những mắt xích quan trọng của điều mà họ gọi là chuỗi đảo đầu tiên. Với việc tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự quân Đài Loan trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang ngày càng tiến gần hơn đến hòn đảo. Bắc Kinh không giấu giếm tham vọng, đó là giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói. Trung Quốc chắc chắn sẽ thống nhất. Về phía Mỹ, khi được hỏi, Mỹ có sẵn sàng can thiệp để bảo vệ Đài Loan khi cần không? Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời, có, đó là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra. Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Theo một số chuyên gia, sự hiện diện đó là nhằm đẩy lùi Trung Quốc, đồng thời củng cố chuỗi đảo đầu tiên. Theo ông David Stark, chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, chuỗi đảo này gồm phía Tây có eo biển Đài Loan, phía bắc có eo biển Miyako, eo biển này chạy giữa Đài Loan và các đảo Nhật Bản, và phía nam có eo biển Paji, eo biển này chạy giữa Đài Loan và Philippines. Quan sát chuỗi đảo đó, ông Victor Gao, phó chủ tịch trung tâm Trung Quốc và toàn cầu hóa, cô trụ sở ở Bắc Kinh, nhận định. Đảo Đài Loan hướng trực tiếp ra Thái Bình Dương và nếu Đài Loan bị một quốc gia nước ngoài chiếm đóng, sẽ làm gián đoạn tính liên tục của bờ biển Trung Quốc và ngăn cản Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với Thái Bình Dương cùng đưa ra nhận định chuyên gia David Sack cho biết. Vị trí của Đài Loan khiến hòn đảo trở nên cần thiết đối với cả Mỹ và Trung Quốc khi họ cố gắng giành thế thượng phong trong khu vực. Để chiếm ưu thế, Trung Quốc đã tăng cường hiện diện, trong khi Mỹ từ lâu đã gây dựng cho mình các nền tảng cần thiết với việc lấy các nước đồng minh làm nòng cốt. Chuyên gia David Sack phân tích. Nếu bạn xem xét chuỗi đảo đầu tiên, tất cả đều là đồng minh hiệp ước chính thức của Mỹ hoặc là đối tác thân cận, và với cách thức đó mỹ có thể thể hiện sức mạnh gần bờ biển trung quốc bảo vệ các đồng minh và lợi ích của mình